Toyota Yamaha là sao ta? Nó xài cái cách nước của con kia gì? Nó là cái gì vậy? 95. Sao tùy 95 lòng 95 hả ta? Sao tùy 95 chắc lòng 95 thì quá sao máy đi màu của nó kéo quá trời bự luôn. Chủ yếu là cái máy phát điện ba pha nha các bạn, máy này nó là ba pha, ở kia là cái máy thủy, thằng đó là cái máy thủy, nó có cái hộp số luôn để chạy ghe tàu rồi đó, hộp số xét cái trơn nha, này nó sẵn quá, cái máy còn rất là ngon. Quá. Và còn cái con cái ba con đi đâu hết con mấy sáu rồi nó mấy bốn còn mấy bốn mấy tỷ nữa có gì cũng mới nhưng mà mình kia để mình quanh kia một tiếng nó đè ở giữa nó đem qua bên này để máy nhìn đẹp lắm mà nó lớn còn là nhiều máy mới quá đẹp rồi. Rất là tiếc là mình lên trễ đã đề rồi các bạn đề tác rồi Mitsubishi mới chát luôn cái bốn máy luôn cũng phải thủy luôn à nồng nó chắc là một tấc lẻ tư á có cái hộp số này rồi có con xì lùn khổng lồ để chạy xà lan lăn nhỏ nhỏ nó sẽ lăn bự không bự tải đẹp ghê còn bốn tờ tam hài thì nó mới luôn á đèn trơn này cho gió sướng tê người luôn máy này không dưới 60 thì 65 triệu máy này có 3.600 vòng 56 ngựa khoảng 56 ngựa 4D82
càng này. Trời rất là mới. Cái đá này. Máy này để vỏ nó chạy vô đó. Cái giá nó cao. Cũng như là máy mới rồi đó. Máy mới nó cũng có chỗ biết chỗ mua thì nó cũng tầm năm mấy sáu cái triệu rồi. Mới thì có đặt hàng. Còn sáng là 400. Mitsubishi.